dân là sinh sống trải dài trên ba con sông, có biên độ đường sông dài là gần 8 km. Thì hàng năm người dân là trong cái khả năng chống chịu các loại thiên tai là có nguy cơ rủi ro rất là cao. Hàng năm mà những cái trận thiên tai xảy ra thì cái hệ sinh thái đó cũng có nguy cơ là không chịu chống chịu được với các cái loại hình mà thiên tai xảy ra trên địa bàn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ ra một cái sơ đồ rủi ro thiên tai. Tức là các sơ đồ này thì các bạn sẽ xác định được những cái điểm an toàn và những cái điểm không an toàn. Cái chỗ nào mà hay bị sạt lở, có nguy cơ bị ngập lũ lụt, mình quy ước một cái màu. Rồi là những cái chỗ nào an toàn thì mình quy ước một màu khác. Chúng ta cùng quy ước và cùng vẽ nhé. Qua bức tranh chúng ta vẽ được và chúng ta sẽ kể câu chuyện gì về cái thiên tai lũ lụt xảy ra. Dạ, đây là trái chăn nuôi của bà ngoại em. Mỗi khi được nghỉ, em sẽ được cụ mừng và ngoại dẫn vào để phụ giúp mọi người làm việc. Từ nhà đến trang trại rất xa, phải đi qua ba cái tràn. Và vào mùa lũ năm ngoái, đã từng có một chị vì quá nhớ con nên đã liều mình qua sông và đã bị nước chảy xiết cuốn trôi. Mỗi lần qua cái tràn đó, em cảm thấy rất là sợ. Và cầu mừng em cũng từ vụ việc lần đó mà đã không liều mình qua tràn nữa, mà sẽ rừng trại hoặc tá túc qua đêm để chờ nước rút. Một ngày trước thì mưa to xong là nước xuống rồi. Con nít hẳn đông hẳn tới tắm. Mà chị thì này, mẹ đi làm thì con ở với anh nữa. Sau anh hẳn xem hẳn thì chị cũng không biết rằng hẳn đi xuống nước chị cũng không biết. Hai anh em hẳn thì chị không biết hẳn trượt chân, anh chết trước hẹn, em chết trước chị cũng không biết. Thế về thì nghe họ nói anh hẳn tự cứu, anh hẳn nuôi em hẳn. Sau anh hẳn đã đo lớp 7, lớp 8 thì hẳn học cái cách cấp cứu em hắn rồi mà hắn cấp cứu không được. Chồng thôi thì theo cái quan sát của em á là phía ngay được nhà mình có nguyên một cái con suối và cả một cái lập tràn ở đấy. Theo như em được biết thì những cái trước đây thì cũng đã từng xảy ra những cái trận lụt lớn đó. Vì vậy thì trong những lúc mà xảy ra như thế thì bên phía chính quyền địa phương có hỗ trợ chi cho cùng dân cư ở đây? Đây tre chặn lại bên đây vừa, tràn dưới bên kia chặn lại. Có cử lực lượng về túc trực để cảnh báo cho người dân ở đây. Anh thì đã bao giờ được tập huấn những cái kiến thức liên quan gì về kỹ thuật sơ cấp cứu chứ? Chưa. Chưa. Vậy thì những cái thành phần trong gia đình mình như vợ anh hay là con của anh cũng đã từng được tập huấn chứ? Chưa. Xã chủ yếu là người dân hộ nghèo rất là đông, thì trên 1.300 hộ dân đều bị phơi nhiễm với lũ lụt, thì trong đó là có đến là hơn 300 hộ là bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì hàng năm thì là cái đây là một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái công cuộc mà xóa đói giảm nghèo của xã. Họ bị
trôi cuốn trôi tài sản và bị thiệt hại về sản xuất, cũng như trâu bò chăn nuôi đều bị ảnh hưởng, nên là họ tái nghèo là hàng năm là tỷ lệ rất là cao. Quảng Trị thường được gọi là rốn lũ của Việt Nam. Hàng năm, mỗi khi mùa mưa về, người dân nơi đây lại phải gồng mình chống lại thiên tai, lũ chống lũ, bão chống bão, năm nào cũng vậy. Biến đổi khí hậu đã tạo nên hậu quả khắc nghiệt cho con người và mảnh đất nơi đây. Với người dân tỉnh Quảng Trị, lũ lụt không chỉ là một thảm họa thiên nhiên, đó là một nỗi lo thường trực trong tâm trí cộng đồng. Biết được rằng, sức mạnh nội tại của chính cộng đồng là điều quan trọng nhất để thích nghi với thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu, tổ chức Plan International Việt Nam, một thành viên của Liên minh chống chịu lũ lụt Zurich, đã triển khai dự án nâng cao khả năng chống chịu lũ lụt cho cộng đồng tại 18 cộng đồng của tỉnh Quảng Trị. Dự án được dự kiến sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 36.150 người dân và hỗ trợ gián tiếp đến 27.000 người tại địa bàn dự án, thông qua nhiều giải pháp can thiệp đa dạng và sự tham gia tích cực từ nhiều đối tượng trong cộng đồng. Trong gần 2 năm vừa qua, dự án đã tạo ra được các điểm nhấn như ứng dụng công nghệ trong quá trình thu thập và xử lý thông tin của dự án, đảm bảo tính chính xác của thông tin, dữ liệu. Chính quyền và người dân có cơ hội được tiếp cận và làm chủ công nghệ trong việc đánh giá khả năng chống chịu lũ lụt tại cộng đồng. Trong đó, việc đánh giá khả năng chống chịu lũ lụt tập trung vào đa dạng các lĩnh vực kinh tế xã hội tại địa bàn. Bên cạnh đó, dự án luôn đề cao và thúc đẩy sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau trong cộng đồng, như sự tham gia tham vấn của người dân và chính quyền địa phương và của tư nhân vào việc nghiên cứu khả năng chống chịu lũ lụt và đưa ra các giải pháp can thiệp. Phụ nữ, đặc biệt là trẻ em và trẻ em gái, đóng vai trò quan trọng